cần su nào, các bạn sẽ có thể quản lý toàn diện tất cả các báo cáo khi kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop, Sendo, Tiki, Amazon. Với phần mềm quản lý bán hàng Pixeller, các bạn sẽ có thể quản lý tất tần tật tất cả các báo cáo như báo cáo tồn kho, báo cáo Excel hàng hóa, báo cáo phân tích đóng gói và xem báo cáo bán hàng theo thời gian thực trên máy tính, thậm chí trên điện thoại. Rất là thuận tiện ạ. Ôi, có tin được không? Được chứ. Các bạn hãy đăng ký tài khoản miễn phí với link bên dưới để trải nghiệm ngay nhé. Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn xem các báo cáo của các sàn thương mại điện tử trên Pixeller. Trước hết là báo cáo bán hàng theo thời gian thực. Hệ thống Pixeller sẽ cập nhật tự động 5 phút một lần nhé. Nếu mà các bạn muốn cập nhật tức thời thì bấm vào nút tải lại ạ. Trước hết, ở bên trái sẽ hiển thị tỷ lệ doanh thu gian hàng. Nếu các bạn đã kết nối nhiều gian hàng trên Pixeller, ở đây nhiều nhất sẽ hiển thị 10 gian hàng nhé. Nếu gian hàng của các bạn đã kết nối vượt quá 10 sẽ ghi là các shop khác ạ. Tiếp theo, xu hướng bán hàng trong 10 ngày, các bạn sẽ có thể theo dõi tổng số đơn hàng và tất cả các bưu kiện đang giao hàng và tổng số doanh thu của các shop của bạn trong khoảng thời gian 10 ngày ạ. Các bạn có thể dựa vào dữ liệu này để phân tích tình hình bán hàng trong 10 ngày có shop, sau đó thay đổi lại chính sách kinh doanh của mình ạ. Bên trên thống kê bán hàng sẽ hiển thị tổng số doanh thu, tổng số đơn hàng và lượng tiêu thụ hàng hóa. Các bạn sẽ có thể theo dõi doanh thu theo mỗi giờ để nắm bắt tình hình bán hàng của mỗi giờ trong shop ạ. Ở bên dưới, tình hình khô hàng, tổng số đơn hàng là bao nhiêu, có mấy bưu kiện đang chờ giao hàng. Tiếp theo là giao hàng hôm nay, tức là hôm nay đã giao hàng mấy bưu kiện ạ, chờ lấy hàng, có bao nhiêu đơn hàng đang chờ lấy hàng ạ. Ở bên phải sẽ xếp hàng, mỗi sản phẩm bán được tốt nhất trong ngày và hiển thị số lượng đã bán là bao nhiêu, tồn kho khá rộng và tồn kho đang vận tải là bao nhiêu. Các bạn có thể dựa vào những dữ liệu xếp hàng của sản phẩm, sau đó xem tình hình các sản phẩm bán là hot nhất, rồi kiểm tra số kho khá rộng của các sản phẩm này. Tiếp theo, đặt hàng kịp thời. Thứ hai là báo cáo tồn kho của Pixeller. Ở đây nếu các bạn đã cài đặt tốt các kho hàng trên Pixeller, bên trên này sẽ có thể hiển thị. Tiếp theo là thời gian, các bạn có thể tùy chỉnh thời gian ạ. Và bên trên các bạn đã lọc kho nào, ở bên dưới sẽ hiển thị tình hình cụ thể xuất nhập kho của kho đấy nhé. Ví dụ như mình đã chọn tất cả các kho hàng rồi, thời gian là 7 ngày qua. Ở cái dữ liệu tổng quan này sẽ hiển thị tuần kho đầu kỳ, tuần kho cuối kỳ, số lượng nhập kho, số lượng xuất kho và kiện hàng ra kho của tất cả các kho hàng của mình trong 7 ngày qua. Và bên dưới còn sẽ có các dữ liệu chi tiết. Ví dụ như SKU hàng hóa nào, cái tuần kho đầu kỳ là bao nhiêu, tuần kho cuối kỳ và số lượng xuất nhập kho cụ thể, có thể bấm vào chi tiết để xem cái sản phẩm này đã xuất nhập kho vào ngày nào và đã tiến hành những thao tác xuất nhập kho nào, đều sẽ có thể xem vào chi tiết nhé. Thông qua báo cáo tuần kho của Pixeller, các bạn sẽ có thể xem cái chi tiết xuất nhập kho của từng SKU trong kho hàng của mình ạ. Và thứ ba là báo cáo SKU hàng hóa. Các bạn trước hết cũng cần lọc các thông tin kho và thông tin thời gian. Tiếp theo, ví dụ như mình muốn phân tích 7 ngày qua những sản phẩm nào bán được tốt và những sản phẩm nào bán được không tốt. Ví dụ như mình theo dõi những sản phẩm bán chạy, ở đây sẽ hiển thị top 50 hoặc là top 100 sản phẩm trong kho hàng của mình. Thông qua báo cáo này, các bạn sẽ có thể theo dõi những sản phẩm nào là sản phẩm bán chạy và những sản phẩm nào là hàng é. Nếu mà là SKU vừa mới tạo cũng sẽ hiển thị tại đây ạ. Giờ ở đây các bạn có thể tạo kế hoạch đặt hàng của mình. Và cuối cùng là phân tích đóng gói. Sử dụng tính năng phân tích đóng gói trên Pixeller, các bạn cũng cần xử lý các đơn hàng trên Pixeller, cài đặt tốt các phân quyền nhé. Ví dụ công ty của các bạn có 5 người thì các bạn có thể tạo 5 tài khoản phụ cho 5 người này. Tiếp theo, hệ thống Pixeller sẽ có thể phân tích và thống kê các thao tác của các bàn này trên hệ thống. Ví dụ như chuẩn bị hàng, in phiếu giao hàng, in phiếu xuất hàng và PTA nhận hàng và giao hàng, in hóa đơn, vân vân. Thông qua các thao tác này, các bạn sẽ có thể kiểm tra tình hình KPI của các nhân viên trong công ty ạ. Ví dụ như nhân viên số 1 trong 30 ngày qua đã bấm chuẩn bị hàng 30 lần và in phiếu giao hàng 83 lần này và in phiếu xuất hàng 149 lần vân vân này. Thông qua những tình hình cụ thể thao tác của nhân viên, các sếp sẽ có thể theo dõi các tình hình làm việc của các nhân viên ạ. Các chi tiết dữ liệu sẽ hiển thị thời gian thao tác và thao tác viên là ai và chuẩn bị hàng, in phiếu giao hàng, in phiếu xuất hàng sẽ có thể hiển thị cụ thể các thao tác của nhân viên ạ. Ok,
Video hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng 4 báo cáo phân tích này của Pixeller nhé. Nếu mà các bạn muốn theo dõi 4 báo cáo bán hàng, báo cáo phân tích gian hàng, phân tích đơn hàng, phân tích bán hàng và phân tích lợi nhuận, mình đã chia sẻ trong một video khác, có thể bấm vào link bên dưới để tìm hiểu thêm ạ. Về cái mẫu đơn báo cáo, cái báo cáo kế toán tức là đối xuất nền tảng, có thể đối xuất nền tảng Shopee và TikTok Shop, mình cũng sẽ đưa cái link ở bên dưới. Nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm cũng có thể bấm vào các link để học thêm ạ. Các bạn thấy những báo cáo này của Pixeller có đầy đủ không ạ? Nếu mà các bạn thấy tất cả các báo cáo trong module báo cáo của Pixeller không đủ để giải quyết các nỗi đau trong khi kinh doanh online của các bạn, thì các bạn cũng có thể đưa ra ý kiến của bạn hoặc là liên hệ nhân viên chăm sóc khách hàng của Pixeller để đưa ra nhu cầu của bạn. Chúng tôi cũng sẽ phản hồi cho đội phát triển để tham khảo xem ạ. Ok, các bạn thấy các báo cáo trên của Pixeller có thuận tiện không ạ? Nếu mà các bạn thấy hay, hãy nhanh bấm vào link bên dưới để đăng ký tài khoản miễn phí của Pixeller trải nghiệm ngay nhé. Cuối cùng, các bạn nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để theo dõi kịp thời các tính năng trên kênh Pixeller Việt Nam. Bye bye, hẹn gặp lại lần sau nhé các bạn ơi.